Thì chơi với bột thôi chứ có gì đâu mà. Tài quyền ha, quyền tài quyền quyền. Dạ. Đẹp hả? Biết bao lâu mới chơi lần lần ha? Mấy năm mà. Ồ đó. Sợ ung thư. Ung gì mà ung? Sợ ung. Cái mùi thắt thiệt cái quyền ơi. Đó như mày phải mang cái đó nha. Cho ta lại chút, đúng không? Cái bột nó làm hay quá ha, nó làm cái cách cho hay quá. Dạ bởi vì không có móng cung thành, có móng đẹp, sáu cung thành chơi đẹp. Được bao lâu đây? Sáu cung thành đẹp. Cả tháng hay quyền hả? Dạ. Nếu mình không có đắp nữa thì để cả tháng rồi gỡ. Còn nếu mà người ta chơi thường xuyên thì khoảng chừng 20 ngày là tiêu bột rồi. Nó đẩy ra ngoài một phút và bắt đầu mình phiêu cái bột đó lại và bắt đầu chơi tiếp. Còn mình không, mình chơi một lần này thôi, cả tháng mình gỡ cho cái móng nó hơi nhớm ra, mình gỡ cho nó nhẹ tay một chút. Chứ còn mà mới đắp mà gỡ ra nó cứng, nó đau lắm. Làm cho cái bàn tay nó được vàng tí ha. Thôi bàn tay mình nó lùn. Nói chung mà có cái móng nó múp múp nhìn thấy cái bàn tay mình nó sang hơn. Mình tự tin hơn giao tiếp, mà cái bàn tay móng này móng nọ cái tôi không có tự tin giao tiếp. Lên ăn lên uống rồi cái tay chân mình cầm đũa cầm ly á thôi. Cô mới làm cỡ mấy bữa rồi ha. Chưa được từng. Chưa được từng. Dạ. Cô thở hết tóc, uống tóc đây nè. Cái màu nó không đều như vậy. Cái màu không đều là do cô á. Nay nè, bữa nay lên màu đen mốt nhả màu vàng cứ suốt rồi. Cô có dặm chân tóc không á? Dặm chân cái đó khoai rồi. Giờ già rồi chơi hai màu. Màu đen của cô là vậy đó. Nhiều khi bà có tiện tiện mới gọi ở nhà không đó mà. Bà đâu có ra tiệm đâu. Trên màu đen ở dưới màu vàng. Trời lạnh lạnh cái bột ly nó hơi lâu khô. Nhìn nó thật không?
bình thường mà không gõ hả? Bình thường bữa nay tao nó gõ nhiều không gõ nữa. Ở mắt nó hơi đang khó chịu quá nè. Bệnh nhưng mà đi đăng ký tới cái thời hạn mà ta chịu khám cho mình là mình hết bệnh. Tới ngày hạn là hết bệnh mẹ. Mỗi cái chỗ, mỗi quốc gia nó có một cái không tồn tại quy luật nó khác nhau chứ đâu phải đâu đâu. Bên đây người ta đủ rồi về sớm này mà đi khám bệnh tối ngày ở bên đây hả? Chừng nào bệnh mới lại bệnh viện nha chứ không phải lúc nào cũng khám đâu nha. Hai tôi về khám ơi, chứ về khám không có đâu. Thì là bà cấp cứu nó mới cho bà vô bệnh viện, bà không thấy nó hẹn với bà là sĩ là đó mà muốn bệnh nó chuyển thẳng cỡ mấy mấy tháng sau mới đi tới bệnh viện khám này. Bệnh thứ nhiều chết rồi.